sinh, cái thức, tâm thức, các cái ngũ song thức, lục thức. Muốn thức diệt thì cái gì diệt? Muốn thức diệt thì hành phải diệt các cái hành động tạo nghiệp. Muốn hành diệt thì phải làm sao? Thì vô minh phải diệt. Muốn hành diệt thì phải, thì cái vô minh nó phải diệt trừ được vô minh. Vậy thì vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sinh diệt thì già chết, sầu bi khổ ưu não cũng diệt. Đấy là toàn bộ cái sự diệt, toàn bộ cái sự đoạn diệt, cái sự diệt tận của toàn bộ cái khổ uẩn, sự diệt tận của tất cả những cái khổ. Đấy là cái pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ này. Đấy gọi là diệt. Vô minh diệt thì cái gì nó sinh? Vô minh diệt, nó diệt vô minh thì nó phải sinh một cái khác chứ. Không có lẽ nó diệt cái này nó không sinh cái khác à? Giống như là bây giờ cái bóng tối nó diệt thì cái gì nó sinh? Thì ánh sáng phải sinh phải không? Vô minh diệt thì minh nó phải sinh, nó phải có sinh ra. Vô minh diệt thì minh phải sinh. Minh là cái gì? Vô minh diệt thì minh sinh, vậy thì minh là cái gì? Minh là cái gì? Minh là trí tuệ. Minh là ánh sáng trí tuệ, thấy được các sự thật. Ánh sáng trí tuệ. Lúc ấy cái tâm của cái người mà đã diệt được hết vô minh, hết tất cả các phiền não rồi, thì cái tâm ấy nó phải sáng rực lên và nó có trí tuệ và nó thể nhập được với các sự thật. Thấy các đời sống quá khứ là minh gì? Rồi. Thấy được đời sống quá khứ được gọi là túc mạng minh. Thấy chúng sinh chết chỗ này sinh về chỗ kia là minh gì? Đấy là thiện nhãn minh. Thấy các phiền não đã đoạn trừ là minh gì? Đấy là nậu tận minh. Trí tuệ cũng biết được các phiền não đã diệt trừ, minh sẽ sinh. Thấy được tâm tâm sở sắc pháp niết bàn là minh gì? Minh là minh gì? Là thiền tuệ minh. Thiền tuệ minh. Vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh não từ sầu bi khổ ưu não diệt hết thì năm uẩn lại đi về đâu? Năm uẩn đi về đâu? Lúc ấy nó diệt hết các cái nhân sinh ra rồi, gốc rễ của nó diệt rồi, thì bây giờ cành lá nó đi về đâu, ngọn nó đi về đâu? Thì nó sẽ nhập niết bàn. Cái gì là chân thường mãi mãi không thay đổi? Niết bàn. Chân thường mãi mãi không thay đổi. Còn ở thế gian này có cái gì nó mãi mãi không thay đổi không? Ai mà hứa với mình là tôi sẽ không bao giờ thay đổi, mình có tin không? Và tin tôi đi, tôi không bao giờ thay lòng đổi ý đâu mà, có tin được không? Mà hôm nay anh là niết bàn hay sao? Tôi mượn cái mic này. Tất cả các cái khác nó đều thay đổi hết, không có một cái gì nó không thay đổi. Nhưng hôm nay mình thấy mua một cái áo rất là đẹp, nhưng mà mấy hôm sau mình đã thấy nó trở thành một cái rẻ để chùi chân này, nó thay đổi như thế. Tâm và thân và vật chất và tinh thần nó đều thay đổi, niết bàn thì không thay đổi. Cái gì là chân lạc mãi mãi hết khổ đau? Còn có cái gì mà nó không có khổ đau đâu? Một người bảo bây giờ mình giàu có mình sẽ hết khổ, có hết không? Nhà giàu cũng khóc. Bây giờ mình mà thành đạt, mình có chức có quyền, mình sẽ hết khổ có hết không? Không hết.
Anh nhìn bảo thôi ở cái cõi người này thì dù có làm cái gì nó cũng khổ, nên giờ làm nhiều việc phước rồi mong sinh về cõi trời, mai mốt làm chư thiên có hết khổ không? Vẫn khổ, lúc chết vẫn có sinh để có tử, vẫn có khổ. Làm phạm thiên, làm bất cứ một cái gì ở trong tam giới này nó vẫn còn có cái sinh tử, nên nó còn làm khổ, còn có sinh tử khổ, còn có tham ái, còn có cái nhân sinh là khổ. Có một cái chân đạp mãi mãi hết khổ đau, đó là niết bàn. Thế bây giờ muốn hết khổ thì mình thấy cái gì, thấy đời là khổ ấy, thì đừng có hướng đến cái niềm vui nào khác, phải không? Bây giờ mình đang tìm kiếm niềm vui thế gian, phải không? Và cái niềm vui thế gian đấy nó có vui thật không? Suốt ngày chạy mất tốn bao nhiêu thời gian công sức, mình cứ bảo mình có cái này là mình sẽ hết khổ, có kia mình sẽ hết khổ, mà không ngờ mình có rồi mình lại cộng thêm cái khổ mà có. Phải không? Mình càng có thì mình sẽ càng cái khổ nó càng tăng lên hay nó giảm đi. Tại vì mình là cái khổ, là đi tầm cầu cái khổ, phải không? Vì có cái gì bên ngoài là nó không khổ đâu. Mình có cái thân năm uẩn này nhá, mình thấy cái thân nó cũng khổ ấy nhá, cái tâm nó cũng khổ ấy, em ấy. Chắc là mình đi tìm một cái thân năm uẩn khác, mình bảo cái thân năm uẩn này về rồi mình thì sao? Thì cái khổ nó cộng với cái khổ, cho nên nó gọi là khổ khổ. Mình đi tìm cầu cái khác một cái gì nó cũng bị hoại diệt như vậy, cho nên là cái khổ nó lại cộng thêm cái khổ đấy. Nên Đức Phật mới gọi là khổ khổ, hạnh khổ, hoại khổ là vậy. Chỉ có Niết Bàn mới hết khổ thôi. Cái gì là chân tịnh mãi mãi hết nhiễm ô? Mình thì lúc nào cũng muốn cái gì cũng phải là sạch sẽ. Mình thấy cái kia là đẹp, cái kia là đẹp, nhưng nó có đẹp thật không? Ô uế bất tịnh. Chỉ có Niết Bàn thì mới là mãi mãi chân tịnh, thật sự là thanh tịnh. Còn tất cả mọi cái trên thế gian nó chẳng có cái gì là thanh tịnh cả. Cái gì nó cũng ô uế, cái gì nó cũng bất tịnh hết. Niết Bàn là bất tịnh. Cái gì nó vắng nặng mãi mãi không dao động. Niết Bàn. Cái gì nó tịch diệt mãi mãi không sinh khởi. Niết Bàn. Rồi, Niết Bàn là có tồn tại hay không tồn tại, hay vừa có vừa không tồn tại, hay vừa không không tồn tại. Nó có tồn tại hay nó không tồn tại, hay nó vừa có vừa không, hay nó vừa không không. Nó ở cái nào? Ba cái này là cái nào đúng? Cái thứ ba hay cái thứ nhất hay cái thứ hai? Tại cái Niết Bàn nó là cái trạng thái nó nằm ngoài cái sự suy luận và tưởng tượng của con người. Không có câu trả lời nào mà có thể đáp ứng được cái câu hỏi đấy. Đức Thế Tôn không bao giờ trả lời câu hỏi như thế này. Không bao giờ trả lời câu hỏi này. Vì cái này nó rơi vào hí luận. Nó rơi vào cái hí luận mà lý luận viển vông. Lý luận đấy thì suốt đời không hết. Nên là, và nó vô nghĩa. Cho nên là ở thế gian nó có nhiều cái học thuyết lý luận viển vông. Cái gì bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Có rất là nhiều cái lý luận mà nó không có đầu mối. Nên là không có rơi vào cái lý luận vọng tưởng đó. Khi bố thí cúng dường mà phát tâm nguyện chứng đắc Niết Bàn thì có ý nghĩa gì? Trong bát chánh đạo có nói bố thí cúng dường không? Thế con đường đi đến Niết Bàn này có cần bố thí cúng dường không? Hàng ngày mình bố thí cúng dường thì mình phát nguyện làm sao? Nguyện sẽ là cái nhân duyên để thành tựu Niết Bàn trong ngày vị đại. Thì quả của nghiệp bố thí đó sẽ hỗ trợ cho mình gặp thuận duyên để tu tập chứng Niết Bàn. Nếu bây giờ mình bố thí, mình nguyện là tu chứng Niết Bàn, thế là đến lúc mình ngồi tu là sẽ có người đến cúng dường mình tu ha, phải không? Chứ mình mà không có gieo cái nhân thì mình ngồi đấy thì mình đói, không có ai cho ăn. Thì làm sao mà tu được, thì làm sao chứng Niết Bàn được? Vậy có nghĩa là tu khi mà mình bố thí, có nghĩa là mình đang tích lũy cái lương thực để đến khi nào mình nhập thất thành thiền là sẽ có người hộ độ cho ha.
Vậy thì cái quả của địa bố thí đó, nó hỗ trợ cho như thế, nó hỗ trợ cho cái con đường đi đến Niết Bàn của mình được dễ dàng, không có gặp trở ngại. Có bao nhiêu cái pháp hỗ trợ cho sự tu tập để mau chứng Niết Bàn? Mấy pháp? Rồi, 10 ba la mi, ba la mi này, 10 pháp bố thí, chỉ giới xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhất là chân thật, quyết định, thử tâm và sát tâm. Đây là 10 cái pháp ba la mật này. Đấy, nó hỗ trợ cho cái sự tu chứng Niết Bàn. Vì tích lũy 10 cái ba la mật này thì đi đến Niết Bàn. Chỉ giới xuất gia, trí tuệ, tinh tấn này. Khi mình phải tích lũy cái này rất nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật tích lũy bao nhiêu kiếp? 4 la tăng thiệt kiếp và 100.000 đại kiếp. Chỉ đi tích lũy những cái này, 10 cái này, 10 cái pháp này mà Đức Phật tích lũy suốt 4 la tăng thiệt kiếp và 100.000 đại kiếp. Một vị Phật độc giác là phải tích lũy 2 la tăng thiệt kiếp, 100.000 đại kiếp. Nhưng ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên là tích lũy bao nhiêu kiếp? 1 la tăng thiệt kiếp và 100.000 đại kiếp mới trở thành được một bậc thượng thủ thanh văn. Thì bây giờ mình càng cầu mong cái sự chứng đắc cao thì mình càng cần phải tích lũy nhiều. Giống như là bây giờ mình càng muốn mua một cái vật nó đắt tiền thì mình cần phải tích lũy nhiều vốn. Cũng như vậy, bây giờ mình càng cầu mong cái đạo quả lớn thì mình càng phải tích lũy nhiều, bỏ ra nhiều thời gian công sức để tích lũy các ba la mật. Muốn tạo được nhiều ba la mật nhất thì phải làm gì? Làm gì để tạo ra nhiều ba la mật nhất? Một cái pháp dễ nhất mà tạo được nhiều ba la mật nhất, không nên bỏ nỡ ha, không nên bỏ nỡ, đó là cái pháp hành thiền. Pháp hành thiền thì tạo ra được nhiều ba la mật nhất, tạo ra nhiều công đức nhất. Khi hành thiền các căn được thu thúc là có giữ giới ba la mật này. Hành thiền thì làm gì có cơ hội để phản đối nữa. Sao đánh trần tục là xuất gia ba la mật này. Nay ra khỏi nhà có phải xuất gia không? Giữ bác quan tra giới là cái hạnh của người xuất gia này. Luôn như lý tác ý là trí tuệ ba la mật. Tinh cần là tinh tấn ba la mật. Luôn luôn tinh tấn này. Hành thiền có nhiều ba la mật. Chịu đựng cái sự khó chịu của thân tâm. Khi mình ngồi thiền mình phải kham nhẫn rất nhiều. Đấy là nhẫn nhục ba la mật, kham nhẫn ba la mật. Quán sát các pháp chân đế là chân thật ba la mật. Thiệt tuệ có cái pháp chân thật ba la mật. Chưa hết giờ thì chưa giả thiền, đó là quyết định ba la mật. Ngồi đấy, hết giờ cứ ngồi đấy, hết giờ mới giả. Mình có cái quyết định về thời gian, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Không tức giận với ai thì có từ tâm ba la mật. Không dính mắc mà có xả tâm ba la mật. Chia phước này đến tất cả chúng sinh là bố thí phước chia. Vậy thì hành thiền nó có hết cả 10 ba la mật mà. Có cái pháp gì làm một việc mà được hết tất cả, được hết tất cả các cái công đức thế này. Và bây giờ đi làm cho thật nhiều tiền để cúng dường cho nó có nhiều phước, mà so với người hành thiền có bằng không? Chỉ được một phần thôi. Hành thiền người ta có 10 cái, mình được có 1 cái. Vậy ai mà không hành thiền thì là bỏ nỡ mất cơ hội quý báu ha. Bỏ nỡ uổng phí kiếp người. Khi bố thí cúng dường bằng nguyện chứng Niết Bàn thì có được hưởng phước báo giàu sang không? Mình bảo là dùng cái đồng tiền mình bảo là dùng để mai mốt xây nhà, để làm việc khác. Ủ đấy, bao nhiêu cái công đức này mình nguyện để chứng Niết Bàn hết thì mình có sợ là kiếp sau sinh ra mình nghèo không? Mấy người bố thí cũng rằng có sợ mình nghèo không? Có, nó vẫn có giàu hả? Thì khi mà một cái người mà mình làm các cái thiện nghiệp này, dù mình nguyện chứng đắc Niết Bàn nhưng mình vẫn được hưởng cái phước của nó.
cái công đức của nó mình vẫn hưởng. Khi chưa chứng niết bàn thì vẫn được hưởng cái phước báo và cái quả dục đức. Khi nào phước mà không phát nguyện chứng niết bàn thì nó có hỗ trợ cho sự tu chứng niết bàn đó. Nhưng mình bây giờ mình cũng làm phước rất là nhiều, cũng bố thí, cũng cúng dường, cũng làm tất cả những cái thiện nghiệp này, giữ giới, cũng làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà mình không có nguyện chứng niết bàn này thì mình có đến được niết bàn không? Không. Nếu như mình dù mình có làm phước mà mình không phát nguyện chứng niết bàn thì mình sẽ không chứng được niết bàn. Nếu mình không nguyện chứng niết bàn thì mình sẽ say đắm hưởng thụ cái phước, cái quả của cái thiện nghiệp này, hưởng cái dục này mà không chịu buông xả nên không chứng được niết bàn. Giờ mình làm phước, mình chỉ say xưa làm phước thôi thì sau này mình sẽ hưởng cái phước đấy, và khi mình hưởng phước mình sẽ dính mắc vào cái phước đấy, mình tham ái, mình chấp thủ với cái phước đấy, không bao giờ muốn rời xa. Mình có rồi mình càng muốn có thêm nữa, càng có thì cái tâm tham nó càng mạnh. Nhưng mà cái người mà có nguyện tu chứng niết bàn ấy thì cái phước người ta vẫn đến, nhưng mà người ta không có bị dính mắc, không có tham ái với cái phước ấy. Người ta có nhưng người ta vẫn có cái tâm xả, người ta vẫn buông xả, người ta làm thì người ta không có chấp trước. Ví dụ người ta có được quyền quý nhưng mà người ta không bao giờ ngã mạn, người ta có hưởng những cái phước nạn nhưng mà không bao giờ người ta bị say đắm. Còn cái người thế gian thì mà không có cái nguyên tu chứng niết bàn này thì người ta không có ý thức được điều đấy, người ta luôn luôn chỉ thấy là có cái sự hơn thua, mình hơn người này nhưng mình vẫn còn kém người kia. Nên là do người ta không có nguyên chứng niết bàn. Còn có người tu chứng niết bàn thì người ta bảo tất cả những cái này nó chỉ là giả tạo, hay nó chỉ là cái phương tiện để sống, chẳng có cái gì đáng để chấp thủ cả, chẳng có cái gì là cao quý cả. Người hành thiền mà không nguyện chứng niết bàn thì có chứng được niết bàn không? Người hành thiền này mà không có cái nguyện chứng niết bàn này thì sao? Thì cũng không chứng được niết bàn. Không nguyện chứng niết bàn thì cái pháp hành thiền đó sẽ là những công đức thế gian. Kể cả người hành thiền mà mình không có cái nguyện chứng thì nó vẫn để lại cái công đức, nhưng nó là cái công đức ở thế gian. Mình có thể hưởng cái phước báo ở cõi dục giới, sắc giới, có thể đắc các tầng thiền rồi mình sinh về các cái phạm thiên, trở thành các vị phạm thiên để sống hết cái kiếp ấy, lại sinh trở lại. Chứ nó không tu không chứng được niết bàn, nhưng không có nguyện chứng niết bàn. Nên là phải có phát nguyện, phải có phát nguyện. Mình muốn cái gì phải có phát nguyện mới thành tựu được. Phát nguyện chứng niết bàn nhưng không hành thiền thì có chứng niết bàn đâu. Lúc nào mình cũng nguyện cho con chứng niết bàn nhưng bảo hành thiền mà không. Còn bận lắm, còn muốn chứng niết bàn lắm nhưng còn bận lắm. Có chứng được không? Ai là người như thế này? Không chứng được nè. Như người không gieo hạt giống nên lấy đậu quả để mà hái. Như người không gieo hạt mà cầu mong hái quả thì uổng công, cứ ngồi chờ không gieo hạt mà đó có quả. Chỉ hành một ba la mật thì có chứng được niết bàn không? Trong 10 ba la mật chỉ mỗi bố thí không người nguyện chứng niết bàn thì có chứng được không? Kiếp nào cứ bố thí hoài. Hoặc là chỉ mỗi giữ giới thôi, có được không? Chỉ mỗi giữ giới mà không bố thí. Đây. Tất cả các ba la mật ấy phải có đầy đủ cả 10 ba la mật. Chứ mình chỉ tạm một ba la mật không còn đi đến niết bàn được. Cái này nó hỗ trợ cho cái kia, pháp này nó hỗ trợ cho pháp kia. Đôi khi mà một người nói là tôi tu tinh tấn lắm, tôi tu tích cực lắm, tôi tu tốt lắm, mà tại sao tôi không chứng được niết bàn? Tại vì chưa đủ ba la mật. Có thể là có ba la mật này bị thừa nhưng có ba la mật khác nó thiếu, nên nó cần phải đầy đủ cả 10. Có ai còn câu hỏi gì về niết bàn nữa không? Thỏa mãn về niết bàn chưa? Diệt đế là như thế ha, niết bàn. Để hiểu về niết bàn rồi thì phát nguyện chúng niết bàn đi ha. Bây giờ diễn tiếp một cái chân lý thứ tư, đó là đạo đế. Một cái chân lý cuối cùng. Tại sao Đức Phật lại nói cái quả trước, lại nói đến cái
cái đích trước rồi mới nói đến con đường đi đến cái đích đấy sau. Con đường đi đến đích đấy sau. Nhưng bây giờ mình bảo ai là này, bây giờ hãy đi đến một cái nơi đấy để gặp một cái người này, thì mình phải nói cái nơi đến trước, sau đó mình mới chỉ con đường sau. Đấy, đấy là cái nơi cần đến, đây là cái con đường đến. Thì Đức Phật chỉ cái vị trí cần đến trước, sau đó mới vẽ ra con đường đi đến đó sau. Niết bàn là như thế. Bây giờ ai muốn đến niết bàn thì hãy đi con đường này. Cái kho báu là như vậy. Còn bây giờ ai muốn đến kho báu thì hãy đi theo cái sơ đồ này. Đây là sơ đồ. Đây là cái sơ đồ để đi đến cái hải đảo, đi đến cái nơi bình yên, đi đến cái nơi hạnh phúc nhất trần gian này. Đạo đế có nghĩa là gì? Đạo, đạo có nghĩa là con đường. Đạo là con đường, đế là chân chính. Đạo đế là con đường chân chính. Đây là đạo đế, con đường để mình đi, con đường đi đến đến đích, đến cái mục tiêu cần đến. Có bao nhiêu con đường, có bao nhiêu con đường để đi đến cái mục tiêu đây? 8 con đường rồi. 8 hay 1. Chỉ có một con đường duy nhất, nhưng mà nó được chia ra thành nhiều thành phần và nó chia thành nhiều giai đoạn thôi. Con đường đến nó chỉ có một, là có con đường độc nhất, nhưng mà nó chia ra thành nhiều các cái khúc, tức là mình phải đi qua cái khúc này mình đến cái khúc kia. Ví dụ như mình đi lên đến tầng 2, mình phải đi qua cái bước nấc thang thứ nhất, mình mới đến được nấc thang thứ hai, rồi đến cái bước thứ ba, rồi đến cái bước cuối cùng. Nó có phải có 8 cái bước giai đoạn như vậy. Con đường ấy đi đâu? Đi niết bàn à? Đi đến niết bàn giải thoát. Con đường đó có những thành phần gì? 8 thành phần à? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh thần, chánh niệm và chánh định. Đấy là 8 cái thành phần của niết bàn. 8 cái thành phần này sẽ có những cái giai đoạn gì? Có những cái giai đoạn. Nó có chia thành 3 giai đoạn. Có 3 giai đoạn: tự giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đầu tiên là mình phải giữ giới trước. Bước thứ hai là chánh định, thiền định, có chánh niệm, chánh định và chánh tinh thần. Thì nó thuộc về thiền định. 3 cái này nó thuộc về định. 3 cái kia nó thuộc về giới. 3 cái này nó thuộc về định. Vậy nên là trong cái hành thiền định mình cần phải tinh thần. Tinh thần thực hành thiền định. Tinh thần. Mà muốn có định thì phải giữ được chánh niệm. Và muốn từ cái chánh niệm nó đi đến chánh định, mà muốn đấy thì mình phải nỗ lực hành thiền, tinh thần hành thiền. Thiền tuệ thì có 2, có chánh kiến và chánh tư duy. Đấy là nó được chia ra thành 3 cái thành phần như vậy. Đi ngược lại bát chánh đạo là con đường gì? Như một người mà đi ngược lại con đường bát chánh nhé, đi ngược lại cái chánh thì nó là tà. Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Đời với đạo thì nó song song với nhau hay là nó đối lập nhau? Song song hay đối lập? Kiến, tà tư duy. Người nào mà đi tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng này thì cái người đó sẽ đi ở trong thế gian, đi ở trong khổ đạo. Con đường tà đạo dẫn đi đâu? Con đường tà đạo mà mạnh quá thì nó vào ác đạo, mà còn vừa vừa thì nó ở trong sinh tử, ở trong tam giới. Đường tà đạo thì ở trong tam giới thôi. Như thế nào thì được gọi là chánh kiến? Đây là chánh kiến. Ba chánh đạo, cái chi đầu tiên là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Chánh kiến nó có 2 loại chánh kiến này. Hiểu về sự thật, nó có cái sự thật tương đối và sự thật là cái mà mình có thể hiểu được. Ví dụ có người hiểu rằng là có nghiệp thiện, có nghiệp ác, có quả của nghiệp thiện ác, có khổ, có nhân sinh ra khổ, có giải thoát và có con đường giải thoát. Cái này thì có thể hiểu được không? Hiểu dễ dàng. Cái người nào được nghe giáo pháp thì sẽ hiểu được.
đây thì gọi là chánh kiến. Mà chánh kiến này nó chỉ là tương đối, chánh kiến này nó có tuyệt đối không? Có nghiệp thượng, có nghiệp hạ. Đây này, hiểu, hiểu về sự thật. Chánh kiến tương đối và cái chánh kiến tuyệt đối là mình thấy được sự thật, tuệ chi được danh sắc, tuệ chi được cái pháp chân đế, tuệ chi được nhân sinh ra danh sắc, tuệ chi được danh sắc đoạn diệt, là tuệ chi được con đường đưa đến danh sắc đoạn diệt. Cái người thấy sự thật này là phải có được cái năng lực của trí tuệ, tức là của thiền minh sát, phải có được cái thiền tuệ, phải phát triển được định, và với cái ánh sáng của định người đó mới thấy được sự thật này. Thì thấy được sự thật này nó mới là những cái pháp tối hậu, cái pháp tuyệt đối. Thì nó phải chánh kiến như vậy. Có người thì mới hiểu mà chưa thấy, nên cái hiểu đấy thì nó có thể hiểu đúng, có thể hiểu sai. Còn khi mà một người đã thấy rồi thì cái người đó mới thật sự có cái niềm tin chắc chắn. Thấy thì nó chắc chắn hơn, còn kia mới hiểu thôi thì nó chưa chắc lắm, nó còn mông lung mơ hồ. Vậy thế nào là tà kiến? Đối lập lại với chánh kiến thì nó là tà kiến. Tà kiến là hiểu sai sự thật, không có nghiệp thiện ác, không có quả của nghiệp thiện ác, không có nhân sinh ra khổ, không có giải thoát, không có con đường đến giải thoát. Không biết sự thật hoặc hiểu sai sự thật đều là tà kiến. Cái tà kiến này là như vậy, có thể là hiểu sai sự thật hoặc là không biết đến sự thật, nó đều là tà kiến. Và một người nào không thấy sự thật nó vẫn có tà kiến, không tuệ chi được danh sắc, không tuệ chi được pháp duyên khởi, không tuệ chi được niết bàn, không tuệ chi được con đường đi đến niết bàn. Có thể là mình hiểu được sự thật nhưng mà mình chưa thấy được sự thật thì cái tà kiến nó vẫn còn, mình vẫn còn chấp cái thân. Mình hiểu đấy nhưng mà mình đâu có dứt được nó. Mình hiểu đấy nhưng mà tại sao mình vẫn sinh ra tham ái? Mình hiểu là tham ái là nhân của cuộc, nhưng bây giờ mình có dứt được nó không? Tại sao không dứt được? Bởi vì mình không thấy nó, cho nên là cái năng lực dứt bỏ nó yếu, nó rất là yếu. Còn khi cho nên là mình vẫn có cái người dù có hiểu nhưng mà cái người đó vẫn tà, vẫn có tà kiến, mình vẫn chấp thủ, cho nên là vẫn ở trong sinh tử. Cái người dù mình có học bao nhiêu giáo pháp đi chăng nữa, học có nghĩa là hiểu, có nghĩa là học, học nhiều thì hiểu rộng, nhưng mà cái vị đó vẫn không có dứt bỏ được cái nhân sinh ra cuộc, bởi vì vị đó vẫn còn có tà kiến, cho nên vị đó vẫn còn ở trong sinh tử. Bởi vì là không thấy được sự thật này, cho nên là vẫn có tà kiến. Vì thế biết sự thật thì có lợi ích gì? Một cái người mà biết sự thật ấy, mình học nhiều pháp, mình biết được sự thật thì mang lại cái lợi ích gì cho cái người con? Nó là có biết sự thật thì sẽ có được cái niềm tin đúng, có được cái tinh tấn đúng, có chánh niệm, có chánh định và có chánh trí, nó sẽ sinh khởi nên từ cái sự biết được sự thật. Còn nếu mình không biết được sự thật thì mình có tin, mình toàn tin mù quáng. Người thế gian người ta toàn mê tín không? Tại vì người ta không có được học giáo pháp thì người ta toàn mê tín, người ta có niềm tin toàn đặt niềm tin sai. Khi có niềm tin sai rồi người ta thực hành cái gì, tinh tấn làm cái gì thì cũng là tinh tấn sai. Người ta có thánh niệm thì nó là tà niệm, người ta có niệm thì nó là tà niệm, tà định và tà trí thì nó đi đến giải thoát được. Còn cái người mà biết sự thật rồi thì nó sẽ có cái lợi ích như vậy: tin đúng, mình thực hành tinh tấn đúng, chánh niệm có chánh định rồi đi đến chánh trí. Còn cái người mà thấy được sự thật thì nó sẽ có lợi ích gì? Thấy được sự thật thì nó sẽ có cái sự nhàm chán, ni tham, đoạn diệt, từ bỏ, chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Cái người mà thấy được sự thật rồi thì nó mới có cái sự nhàm chán ấy. Thấy được sự thật, thấy được cái bản chất thật của nó rồi thì mình mới chán. Còn mình không thấy được cái sự thật thì mình không, vẫn cứ tham ái. Tại cái người ta biết, nghe Đức Phật giảng pháp, nghe kinh sách Đức Phật nói là những cái nhân sinh ra khổ đấy, nhưng mà mình không dứt được nó thì nó, mình không thấy nên nó không có nhàm chán, mình vẫn có thích thú với trần cảnh,
Còn những người thấy rồi thì mới thật sự nhàm chán. Nhàm chán rồi, cái nhàm chán nó đi đến ni tham, đoạn diệt cái tham ái, từ bỏ cái chấp trước, từ bỏ chấp thủ, thì nó đưa đến chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đấy là phải thấy sự thật thì mới đi đến niết bàn, đi đến sự chứng ngộ niết bàn. Thì cái chánh kiến mà tương đối thì nó không đi đến niết bàn. Có nghĩa là một cái người có học hiểu mấy nó vẫn không đi đến niết bàn, mà người có thực hành để thấy được sự thật thì nó sẽ đi được đến niết bàn. Chánh kiến là vậy. Tại sao người có chánh kiến có người có tà kiến? Tại sao lại có người có chánh kiến, là làm sao mà người ta có được chánh kiến? Tại sao lại có người lại có tà kiến? Người có chánh kiến là do thân cận bậc chân nhân lắng nghe diệu pháp, hỏi lại những điều chưa hiểu và đàm luận về Phật pháp thì nó có được, nó sinh ra cái chánh kiến. Chánh kiến nó đều là do lời của người khác nói, chứ lúc mình vừa trong bụng sinh ra mình đã có chánh kiến chưa? Đúng không? Mới sinh ra chưa có chánh kiến. Rồi cha mẹ dạy cho mình cái chánh hay là cái tà. Nhưng mà lớn lên thì đi học nữa, mình được học cái gì? Học cái chánh kiến hay học cái tà kiến? Cha mẹ mà hiểu pháp thì sẽ hướng được đạo cho con cái. Thì chỉ có nghe người khác nói mình mới có được cái chánh kiến. Chánh kiến là do như thế. Người có tà kiến là do thân cận người phi chân nhân, nghe lời người phi chân nhân, tin tưởng người phi chân nhân và đàm luận những điều phi pháp thì nó sinh ra tà kiến. Tà kiến cũng vẫn không phải là mình sinh ra mà nó có tà kiến, mà cũng là do mình tiếp thu những cái tư tưởng, những cái lời nói của người khác, rồi mình nghe và mình tin vào những cái sai đấy, mình cho là đúng, cái đúng mình cho là sai, thì cái đấy nó sinh ra tà kiến. Thường hay đàm luận về những cái phi pháp thì nó cũng sinh ra tà kiến. Bây giờ mình cứ tụ tập vài người là toàn nói những cái chuyện phi pháp này xem, cái tâm tà nó khởi lên, tâm bất thiện nó sẽ khởi lên. Nhưng mà bây giờ mình ngồi thân cận, mình ngồi toàn những cái người có đạo đàm luận về sự Phật pháp này, thì lúc ấy mình sẽ thấy cái niềm tin về pháp nó sẽ mạnh lên. Thì cái sự thân cận với cái người chánh và người tà là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi kiến của mình. Thân cận người có chánh kiến thì mình có chánh kiến, thân cận người có tà kiến mình sẽ sinh ra tà kiến. Thế nào là người chân nhân, thế nào là người phi chân nhân? Nhưng trong thế gian có người chân nhân, người phi chân nhân, muốn có chánh kiến hay là muốn có tà kiến thì mình phải biết đấy. Người chân nhân là người biết đúng và thấy đúng bốn với bốn sự thật này. Biết đúng và thấy đúng bốn sự thật là người chân nhân. Người phi chân nhân là người biết sai và thấy sai với bốn sự thật. Ví dụ bây giờ cái sự thật về khổ đấy, mà có người ta mà đợi nhiều cái vui lắm, người ta rủ mình mà đi chơi này vui lắm, đi đến chỗ kia vui lắm, đi hội vui không, đi không phí đi đến chỗ đấy vui lắm, mình có ham thích cái niềm vui. Thì cái người nào mà rủ lê lên mình đi chơi cho vui thì là cái người gì? Có người thì bảo đợi chẳng có cái gì là vui cả, chẳng có cái gì là vui, chẳng có đến cái chỗ nào là ham vui hết. Thì cái người mà cứ tham hưởng thụ cái niềm vui, là hưởng thụ cái dục lạc ở thế gian thì đấy là phi chân nhân. Còn một cái người là lúc nào cũng có cái sự nhàm chán đối với dục lạc ở thế gian, đó là bậc chân nhân. Một người học rộng biết nhiều, có rất nhiều kiến thức thế gian thì người đó là chánh kiến hay tà kiến? Người ta có nhiều bằng cấp, bằng tiến sĩ, người ta có bằng thạc sĩ, người ta có bằng cử nhân, bằng giáo sư, thì cái người đó kiến thức nhiều như vậy thì người ta là người có chánh kiến hay tà kiến? Học rộng biết nhiều mà, ai mà cổ vũ nhau đi học bao nhiêu năm trời, nếu chấp thủ những kiến thức đó cho rằng đó là chân lý thì là tà kiến. Học mà không chấp thủ thì không có tà kiến. Nhưng học nó chẳng sao cả, học được biết thì không sao hết. Như Đức Phật lúc còn nhỏ đi học hết tất cả các môn học ở thế gian này,
Nhưng mà Ngài có chấp thủ vào những cái pháp đấy, không có chấp thủ, coi cái pháp đấy nó là tầm thường. Thì cái người nào mà, cái người nào mà chấp thủ, mình học được cái gì mình chấp vào cái đấy, mình cho là cái này là cao siêu, mình cho là học được cái này là mình giỏi lắm, lúc nào tưởng là giỏi, có một chút học vấn tưởng là giỏi lắm, thì cái đấy là người ta kiến chấp thủ. Học mà không chấp thủ thì không bị tà kiến, học cũng không sao hết. Nên là người, cho nên là nhiều người người ta học cũng cao, người ta vẫn đi tu học Phật pháp mà không chấp. Khoa học phát minh ra nhiều thứ vậy, khoa học chẳng kiến hay tà kiến. Khoa học ấy, khoa học phát minh là đủ mọi thứ tiện nghi. Bây giờ cái gì người ta tin khoa học mà, rồi giờ người ta tin khoa học mà, cái gì phải khoa học chứng minh được thì mới là sự thật, cái gì mà khoa học không chứng minh được thì không phải sự thật. Cho nên là người ta bảo là khoa học không có thấy được linh hồn, không thấy được người chết, không có thấy được cái kiếp quá khứ tương lai. Vậy có kiếp quá khứ tương lai không? Khoa học cũng chỉ là tương đối, vậy là tuyệt đối. Người nào chấp thủ vào khoa học thì người đó đạt kiến. Khoa học nó cũng chỉ là một cái phương tiện sống ở thế gian rất là bình thường thôi, phát minh ra những cái để sử dụng cho cái cuộc sống này nó chẳng sao cả, có được mà chẳng có được, không có được chẳng sao hết. Nhưng mà để chấp thủ và đó là chân lý thì nó tà kiến, mà không chấp thủ thì nó tà kiến. Mình sử dụng tất cả những cái phương tiện do khoa học sáng chế ra này, nhưng mình không có chấp thủ vào được. Mình coi mấy cái thứ này nó chỉ là vật chất đất nước lửa gió, nó sinh thì nó cũng diệt, thì mình không có chấp thủ nó thì mình không có tà kiến, mình chấp thủ thì tà kiến. Nhiều người thích xem tử vi tướng số để biết những chuyện lạ quá khứ tương lai thì đó là chánh kiến hay tà kiến? Xem tử vi tướng số mà mình xem mà mình thấy là mình đi xem thấy lần nào người ta nói đúng thì sao? Cái mà người ta nói đúng đấy là nói là chánh hay tà? Có ai đi xem chưa? Ai đi xem mà người ta nói cái gì cũng đúng ấy, mình có tin không? Không tin. Thì cái mà người ta nói đúng như vậy là người ta là chánh hay là người ta là tà? Tử vi tướng số là tà kiến vì chỉ thấy quả mà không hiểu về nhân, thấy quả mà không thấy nhân, nó là tà. Bởi vì mình không, cái người mà có chánh kiến là phải là thấy được cả nhân, nhân nó sinh ra quả. Còn cái người mà chỉ có thấy quả không, nó không có thấy nhân, kể cả mình thấy quả ở hiện tại hay là quả ở tương lai nó cũng là quả, là thấy quả mà không thấy nhân. Người ta chỉ mà thấy được mình gặp cái chuyện vui chuyện buồn thì người ta mà mình có cái chuyện này, nhưng mà người ta không nói được cái nhân sinh để có cái việc này. Mà có khi người ta bày ra những cái nhân sai lầm, người ta ở về tế đấy lễ bái mình ấy sát hại. Ví dụ ngày xưa có cái vị nó là muốn cầu sinh lên có thiên giới, và có nhiều người mà muốn sinh thiên giới thì phải về giết rất là nhiều các cái loài sinh linh, loài hai chân, loài bốn chân, mỗi loài bao nhiêu con này, để tế thần thì sau này mới được sinh về thiên giới. Thì cái nhân đấy là nhân sai, nhân đấy đi địa ngục, người ta bảo đi về cõi thiên giới. Thì tất cả những cái sự tử vi tướng số khi mà cái nghiệp nó sắp sửa trổ quả, nó có thể biểu hiện lên, nó có thể biểu hiện lên được một số cái mà những người có khả năng người ta có thể dự đoán trước được những cái quả của nghiệp nó sắp trổ. Nhưng mà người ta chỉ thấy được quả, người ta không thấy được nhân, cho nên nó vẫn là tà kiến. Dù có nói đúng cũng là tà kiến. Vì vậy người nào có đi xem xét, xem bói, xem tướng, xem nọ xem kia thì người đó còn tà kiến. Không cần xem gì hết. Một người hành thiền quán được các kiếp sống quá khứ và tương lai thì chánh kiến hay tà kiến? Bảo người ta đi xem tử vi tướng số thấy quá khứ tương lai, bảo người ta tà kiến. Một cái người hành thiền cũng thấy được quá khứ tương lai thì chánh hay tà? Như thế
là chánh kiến, là vì tuệ tri được các nghiệp và nhân sinh ra, tức là tuệ tri được nghiệp nhân sinh ra nghiệp quả. Người mà tập hành thiền tuệ, người ta có thể quán được nhiều kiếp quá khứ và nhiều kiếp tương lai, nhưng mà người ta phải quán được cả nhân sinh ra cái nghiệp nhân sinh ra cái nghiệp quả, nghiệp nhân sinh ra nghiệp quả, chứ không phải người ta chỉ có thấy được một nhân hay là một cái mặt về quả, mà người ta thấy được cả hai, có nhân có quả, nhân nào sinh ra quả đấy. Thì cho nên nó gọi là có chánh kiến. Làm sao biết được mình là người có tà kiến? Bây giờ mình là người có tà kiến hay có chánh kiến? Mấy vị đang có tà kiến hay có chánh kiến? Sao biết là mình là người có tà kiến, rồi sao biết mình là người có chánh kiến? Cứ khi nào có tham ái thì có tà kiến. Tà kiến nó thường thường đi đồng hành cùng với tham ái. Mình cứ tham ái dính mắc cái gì đó, mình biết là lúc ấy nó có cái tâm tà kiến nó đang đi kèm. Mình cứ tham ái dính mắc cái gì là có tà kiến như thế đấy. Điều mình thường hay tham ái với cái gì thì nó tham ái với thân đang buồn thì nó có tà kiến đang buồn. Có những cái hiểu sai nó cũng sinh ra tà kiến, hiểu sai sự thật cũng là tà kiến. Một người không biết đến Phật pháp nhưng thường làm các việc thiện mà không mong cầu quả báo thì có tà kiến không? Cái người, nhiều người ngoài đời người ta đâu có được học Phật pháp, người ta vẫn đi làm việc thiện đấy, người ta vẫn làm rất nhiều các cái việc tốt đấy, thì người đấy là người có chánh kiến hay tà kiến? Người ta cũng chẳng mong cầu quả báo gì cả, người ta vẫn đi làm các việc thiện, người ta vẫn đi giúp đỡ những cái người khó khăn đấy. Người ta vẫn đi hỗ trợ cái đồng bào gặp nạn. Thấy người này, người ta làm nhiều việc tốt như thế này thì bảo họ là cái người gì đây? Chánh hay tà? Chánh, chánh, ai bảo chánh, ai bảo tà? Phải không? Có tà kiến. Vì họ cho rằng không có đời sau nên không có quả báo. Đấy là hiểu sai sự thật. Người người ta không tin đời sau mà người ta vẫn đi làm việc thiện, phải không? Người ta vẫn đi làm việc thiện, người ta nghĩ là làm gì có quả báo mà cầu, làm gì có quả báo, cho nên là cầu quả báo làm gì, nên người ta chỉ có biết cho thôi, biết cho và thấy anh khổ phải cho thôi, làm thế cho anh có ước nguyện cái điều gì không? Bây giờ bảo ước cái gì, bảo ước đời sau được sinh thiên hay là chứng đắc niết bàn không? Làm gì có cái đời sau mà phải ưu miễn, cái đấy là tránh hay tà, đấy là tà kiến nữa. Người thế gian người ta làm việc thiện nhưng người ta không có niềm tin vào cái quả của cái nghiệp này, thì cái nghiệp đấy là cái nghiệp nghi trí, cái nghiệp đấy nó không có tuệ, cái thiện nghiệp đấy nó không có trí tuệ, mà cái tâm nó không tin có quả thì nó là tâm tà kiến. Một người hiểu Phật pháp khi làm việc thiện cầu nguyện phước báo nhân thiên thì có tà kiến không? Hiểu Phật pháp biết là có nghiệp và quả của nghiệp, và lúc đấy mình phát nguyện là làm cái việc thiện này để được sinh về thiên giới, và mình hiểu rằng là cái việc này sẽ sinh thiên được, thì lúc đấy nó có tà kiến không? Tà kiến hay chánh kiến? Có người bảo chánh, người bảo tà nào? Vẫn có tà kiến vì có tham ái với cái cõi nhân thiên đấy. Nó vẫn có tà kiến vì có cái tham ái. Cái tà kiến này nó đi kèm với cái tâm tham ái. Mặc dù mình hiểu đúng nhưng mà mình vẫn tham ái. Mà cái tham ái đấy là tà kiến. Khi làm việc thiện mà cầu chứng đắc niết bàn thì có tà kiến không? Khi làm việc thiện ấy, thì mình làm rất nhiều việc thiện ấy, làm gì mình hồi hướng để chứng đắc niết bàn, thì lúc ấy mình có tà kiến không? Có không? Không hay không? Nếu chưa tuệ tri được các pháp chân đế thì vẫn có tà kiến. Dù mình có làm, cái lúc mình đang làm việc thiện nó vẫn có cái tham ái với cái việc thiện đấy. Nó vẫn có tham ái với cái kết quả của cái việc thiện đấy. Lúc ấy mình đâu đã biết Niết Bàn là cái gì?
tham ái với khái niệm Niết Bàn. Như thế nào là tuệ tri được pháp chân đế? Chưa tuệ tri được pháp chân đế thì vẫn có tà kiến. Vậy cái người không có tà kiến là cái người tuệ tri được pháp chân đế trong cái lúc làm việc thiện ấy. Cái người mà không có tà kiến là khi vị ấy bố thí nhá, vị đó là tuệ tri này. Không có người bố thí, chỉ có danh sắc bố thí. Cái người này mới là không có tà kiến này. Không có người nhận, chỉ có danh sắc nhận. Không có vật thí, chỉ không có vật thí, vì vật thí cũng chỉ là sắc pháp. Như vậy mới là chánh kiến tuyệt đối. Cái người mà làm mà phải thế này thì mới, thì nó mới không có tà kiến nó sinh lên. Trong cái lúc vị đó làm cái thiện thì tham gì thì vị đó có cái dùng luôn cái trí mình để mà quan sát các cái pháp chân đế này, thì nó mới không có tham ái đối với cái hành động này. Chứ không có bây giờ mình làm xong rồi mình vẫn cứ tham ái dính mắc, biết là mai mốt người ta sẽ được hưởng cái phước báo thật là to lớn, thì lúc đấy nó vẫn có cái tham ái, cái tà kiến, nó gọi là vô minh, tham ái chấp thủ cái hành động đấy thì là hành động vô tham. Nhưng mà cái tâm mà nó dính mắc với cái quả của nó là tà kiến. Khi bố thí là dứt bỏ tham ái với tài sản rồi thì sao lại có tà kiến, thấy không? Nhưng một người mình có dứt được cái tâm tham ái dính mắc với cái gì đó mình mới cho được chứ, mình còn tham ái dính mắc thì tội gì phải cho. Nhưng mà tại sao nó lại có tà kiến? Dứt tham ái hiện tại nhưng lại tham ái với cái kết quả của nó ở tương lai, phải không? Giống như bây giờ mình đổi một cái vật nhỏ mình lấy một cái vật lớn này, đổi một cái nhỏ để lấy một cái lớn. Thì lúc đấy có phải là mình không có tham ái với cái lớn không? Tham ái với việc thiện của mình thì tương lai sẽ đi về đâu? Một người có cái tham ái với thiện nghiệp của mình ấy, tham ái với việc thiện thì sinh về các cái cõi thiện và hưởng phước lâu dài. Tham ái thì mình vẫn được hưởng cái phước đấy thôi. Một người xem thể thao hoan hỉ đội nhà chiến thắng thì có tà kiến không? Có ai có cái này không? Có ai có cái tà kiến này không? Thì cái đấy có phải tà kiến không? Không phải tà kiến, là ngã mạn. Đấy là tâm ngã mạn chứ không phải tâm tà kiến. Cái tâm này là vì nó có sự so sánh hơn thua. Cái tà kiến nó chỉ có tham ái dính mắc hoặc là hiểu sai. Còn cái mà đã có cái sự hơn thua là ngã mạn. Vậy ngã mạn nó cũng đi với tâm tham, tà kiến nó cũng đi với tâm tham. Hai cái này nó cùng đi với tâm tham, nhưng tham ngã mạn khác, còn tham tà kiến khác. Mình có mong muốn cho mình chiến thắng không? Đấy. Nhưng mà lúc đấy là mình muốn hơn người mà. Hơn là có cái ngã đấy, có cái ta đấy, có cái ta là đội bóng này. Có người tin rằng người chết rồi sẽ có một linh hồn ra khỏi thân xác và vẫn sinh hoạt như người sống thì là tránh hay tà? Thế gian người ta có nhiều cái niềm tin này phải không? Thế gian người ta toàn nghĩ là chết rồi sẽ có linh hồn đi ra. Đấy, rồi người ta cúng bái cho linh hồn đó ăn, may quần áo cho linh hồn đó mặc, xây nhà cho linh hồn đó ở. Thế này tránh hay tà? Tà. Cái linh hồn như thế. Có người tin rằng chết rồi thì biến mất chẳng còn gì cả, tránh hay tà? Tà. Có người tin rằng chết rồi đi tái sinh thì là tránh hay tà? Tránh. Vậy có cái niềm tin là chết rồi sẽ đi tái sinh à, chữ các bậc A-la-hán. Có người tin rằng có một cõi sống vĩnh hằng trên thiên giới thì tránh hay tà? Coi nó có cái cõi nào vĩnh hằng không? Cái cõi nào thế? Niềm tin ấy là tà.
Có người nghe một bài pháp chân chánh nhưng vị đó không biết đây là chánh pháp thì vị đó là chánh kiến hay tà kiến? Nếu mình giảng cái pháp tứ diệu đế nhưng mà một người khác người ta nghe người ta chả biết ông nói cái gì, chả hiểu gì cả, thế là chánh kiến hay tà kiến? Nói đến niết bàn là nói cái gì được đâu đâu, thì cái người đấy là người gì? Người đó là người có tà kiến. Tà kiến đi. Tại vì cái người có tà kiến thì người ta đâu có nghe được cái pháp chánh, đâu không tiếp thu. Chánh pháp đâu có phải là cái người có tà kiến rồi thì khó mà hấp thụ được cái chánh đâu. Một người được nghe một bài pháp không chân chánh, vị đó biết bài pháp đó không chân chánh thì vị đó biết là người có chánh kiến hay tà kiến? Có chánh kiến à? Có chánh kiến thì người ta mới biết là cái bài này là bài pháp sai. Một người có chánh kiến có phân biệt được đây là chánh kiến, đây là tà kiến không? Một cái người chánh như người ta gặp một người chánh người ta có biết không? Người ta gặp một người tà người ta có biết không? Người chánh thì người ta mới thấy được chánh và người ta thấy được cả tà. Cái người một người tà kiến có phân biệt được đây là tà kiến, đây là chánh kiến không? Cái người tà người ta gặp được người chánh người ta có biết đây là người chánh không? Người tà người ta gặp người tà người ta có biết đây là người tà không? Không ai có. Người tà thì người ta không có biết. Người tà mà em kiến thì người ta có gặp người chánh người ta không biết đây là người chánh. Mà người tà người ta có gặp người tà người ta không biết đây là người tà. Chánh với tà nó khác nhau. Người chánh thì biết cả hai. Ai chánh ai tà biết. Còn người tà thì không biết gì. Không biết đây là chánh hay đây là tà hết. Một người tà kiến có thể trở thành người có chánh kiến được không? Có chứ. Thay đổi đi, bỏ cái tà đấy đi, bỏ cái chấp thủ với cái tà kiến đi, mà trở thành người có chánh kiến luôn. Một người chánh kiến có thể trở thành người có tà kiến được không? Hôm nay mình đang hiểu đúng sự thật, ngày mai mình có thể hiểu sai cái khác được không? Một người có chánh kiến có thể trở thành người tà kiến hay không? Chánh kiến ở mức tương đối, biết mà chưa thấy thì vẫn có thể thay đổi. Tức là mình mới chỉ có chánh kiến ở trên cái sự nhận thức ấy. Thì cái chánh kiến ấy nó có thể thay đổi. Một khi mình tiếp xúc với cái pháp tà một thời gian là mình sẽ dần dần là mình sẽ mất cái chánh đi này, mất cái chánh kiến này, và mình sẽ tiếp thu cái tà kiến này. Chánh kiến ở mức độ mà tuệ chi được pháp chân đế, danh và sắc duyên khởi rồi thì sẽ không thay đổi cho đến hết kiếp này. Tức là một người mà người ta hành được đến tuệ, phân biệt danh sắc và phân biệt duyên khởi rồi thì người ta có được cái chánh kiến đến hết kiếp này. Nếu họ không đáp được siêu thế thì vẫn giữ được cái chánh kiến đến hết cái kiếp này. Còn chánh kiến là người tuệ chi được niết bàn rồi thì nó mới thể nhập vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi. Chỉ có người nào thấy được